Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video của mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp đến từ thẻ debit card nè bạn. Bay debit card này là thẻ thế chấp các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video của mình mở link form các bạn. Thì chương trình này góp nó như sau nè bạn. Tổng giải thưởng là 15.000 USDT token code sẽ phân phối cho tất cả người dùng và 10 lucky winner sẽ nhận được 1.000 đô token code nè bạn. Thì các bạn lý xuống thì các bạn chỉ việc nhấp vào thôi các bạn, là tự động nó đăng ký một cái thẻ cho tất cả các bạn nha các bạn. Cái này như là không phải đăng ký gì chứ các bạn cứ nhấp vào đi không sao cả nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ hai các bạn tăng 3 người bạn các bạn. Follow sale nè. Sale tăng cho bạn. Nhiệm vụ này các bạn bỏ qua, tiếp tục follow Twitter nè. Rồi trên Twitter này bạn theo dõi nha các bạn. Cái này tự động nó đăng ký cho các bạn. Rồi các bạn bấm continue các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn tăng 3 người bạn trong bên đây đi. Bấm sale. Rồi bạn đăng test nhau các bạn. Đăng cho bạn bè mình làm các bạn. Rồi tiếp tục bạn người request nè. Like. Bạn thích nha bạn, dạ các bạn tôi quýt lên nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Sau đó các bạn join kênh group, kênh seller nè các bạn. Xin group các bạn cứ join sao các bạn, để quýt. Rồi các bạn cứ bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi tiếp tục thì các bạn up to wallet nữa nè. Rồi trên đây thì bạn bấm up to wallet nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào mục sale nè các bạn. Các bạn copy nha các bạn. Rồi các bạn chạy về cái link form nè. Đâu có link form đâu ta. Chưa các bạn. Rồi, các bạn copy cái link sale đó các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi mục này thì bạn bấm yes cho các bạn. Các bạn khỏi điện gì chứ. Này câu hỏi mà. Rồi tiếp tục các bạn thêm vào danh sách của bạn nữa nè. Rồi các bạn up to wallet cái nữa các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn liền yes nữa các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập địa chỉ IRUP nè bạn. Thì các bạn chết bà mình đã quên coi con này. Rồi các bạn dùng địa chỉ BNB sẽ match chain trên chocolate của tất cả các bạn nha bạn, hoặc là địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép địa chỉ nè. Rồi bạn dán vào đây nè các bạn. Các bạn dùng địa chỉ ETH của mình nha các bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục nè. Vậy là xong rồi các bạn. Bạn gì đến ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.